là quốc gia có thị trường năng lượng phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á. Chính phủ Việt Nam dự đoán tiêu thụ năng lượng hàng năm sẽ tăng từ 10 đến 12% mỗi năm cho đến năm 2030. Sản xuất công nghiệp đang trên đà tăng trưởng lên đến 9,4% tính đến tháng 4 năm 2022, cùng tiến trình đô thị hóa đang diễn ra liên tục với tốc độ đạt đến 7%, cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp phân phối điện bền vững. Với tổng kinh phí đầu tư 6 triệu đô la Mỹ, trung tâm sản xuất giải pháp phân phối điện mới do ABB đầu tư xây dựng tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp đà cho tăng trưởng kinh tế. Hệ thống nhà máy mới được xây dựng theo chuẩn chứng nhận quốc tế về công trình xanh lít. Bên cạnh đó, ABB còn áp dụng hệ thống quản lý tòa nhà ABB Ability để giám sát từ xa và đảm bảo tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sản xuất mới sẽ có thể đạt công suất 2.000 tủ điện trung thế và 700 giải pháp hợp bộ, sẵn sàng vận hành phục vụ cho phân phối điện năng hàng năm trong đó toàn bộ dây chuyền sản xuất được thiết kế và lắp đặt tinh gọn tương tự như hệ thống đã được ứng dụng tại các nhà máy của abb ở châu âu hệ thống sản xuất cũng sẽ phục vụ nhiều thị trường xuất khẩu trong đó có nhật úc